Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới Jakarta bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 44. Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới cấm xuất khẩu gạo, Việt Nam cần cân đối giữa xuất khẩu và dự trữ để đảm bảo ổn định nguồn cung trong nước, giữ được uy tín thương hiệu gạo Việt. Khi yêu cầu của các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe hơn với nhiều nhóm sản phẩm ngành hàng, thì việc tư vấn và hỗ trợ đạt các chứng chỉ chất lượng quốc tế cũng tăng lên. Thưa quý vị, vào chiều ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ do ông Jason Smith, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, hoan nghênh việc Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam, tôn trọng thể chế chính trị và ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp, trao đổi đoàn nghị sĩ hai bên. Thủ tướng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, sản xuất chip bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh. Thủ tướng đề nghị các nghị sĩ ủng hộ việc Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như là hàng nông lâm thủy sản và thị trường Hoa Kỳ. Các nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đánh giá cao tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, y tế và bền vững tài chính công. Trong sáng ngày 4 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới Jakarta bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 44. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng, ủng hộ của Việt Nam đối với Indonesia trước thềm Đại hội đồng AIPA 44 và trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai nước. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay có đại sứ Việt Nam tại Indonesia cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Jakarta. Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Indonesia lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cũng là chuyến thăm Indonesia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 13 năm. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia, góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược, trong đó có hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất. Chủ tịch Hạ viện Indonesia khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Indonesia ở khu vực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị, nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia với nền móng vững chắc là quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno xây dựng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công, vun đắp. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về các phương hướng lớn để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao năm 2025. Nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, nghị viện, giao lưu nhân dân và giữa các địa phương. Hai bên thống nhất chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, tạo hành lang pháp lý để hai nước có thể hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số an toàn. Trong lĩnh vực kinh tế, phấn đấu đưa thương mại hai chiều vượt 15 tỷ đô la Mỹ thời gian tới và theo hướng cân bằng, đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác đầu tư, kinh doanh. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng tần suất các chuyến bay thương mại trực tiếp, mong muốn mở đường bay thẳng Hà Nội, Jakarta. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác biển và nghề cá, thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan tới IUU. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy thực thi DOC và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Juan Maharani thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hạ viện vui vẻ nhận lời, đồng thời cho biết sẽ cử đoàn tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức vào tháng 9. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Juan Maharani đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. Thỏa thuận góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả cuộc hội đàm. Trong chuyến thăm chính thức Indonesia vào chiều ngày 4 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến bà Megawati Sukarnoputri, cựu Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Indonesia đấu tranh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển tới bà Megawati lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn những đóng góp quan trọng và tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Sukarno, người cha đáng kính và cá nhân bà đã dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của bà Megawati đối với sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước với việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2003. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Megawati nhất trí thời gian tới, các cơ quan liên quan của Việt Nam và Indonesia cần chủ động đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các kênh, đặc biệt là kênh đảng, coi đây là nền tảng để tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị gắn bó. Bà Megawati hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Indonesia lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bà Megawati bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Indonesia ở khu vực. Cũng trong chiều tối ngày 4 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt tại Indonesia đang ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và thành công, không chỉ giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật sở tại, mà còn phát huy vai trò cầu nối, góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam-Indonesia ngày càng bền vững. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con, cộng đồng cố gắng gìn giữ tiếng Việt, bởi giữ được tiếng nói, chữ viết thì mới giữ được văn hóa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán cần tiếp tục quan tâm, triển khai tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ bà con tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề cư trú, làm ăn, kinh doanh, học tập, cải thiện địa vị pháp lý, hội nhập tốt hơn vào xã hội sở tại. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với tầm quan trọng và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia sẽ ngày càng lớn mạnh. Thưa quý vị, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng từ 7,5 đến 8 triệu tấn gạo trong năm nay. Đó là khẳng định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Hội nghị điều hành xuất khẩu gạo tại thành phố Cần Thơ. Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới cấm xuất khẩu gạo, thì việc điều hành cân đối giữa xuất khẩu và dự trữ là rất quan trọng để vừa nắm bắt thời cơ về giá, vừa đảm bảo ổn định nguồn cung trong nước, giữ được uy tín và thương hiệu gạo Việt. Năm nay dự kiến diện tích sản xuất lúa nước ta là 7,1 triệu hecta với sản lượng từ 43 đến 43,5 triệu tấn. Đến nay sản lượng thu hoạch đã đạt trên 24,1 triệu tấn. Vụ lúa hè thu đang thu hoạch, trong khi lúa thu đông đã xuống giống 700.000 hecta theo kế hoạch. Tôi rất muốn các doanh nghiệp xuất khẩu là cùng phối hợp với chúng tôi để có ký hợp đồng ở các cái vùng đến cái thời điểm thu hoạch. Thí dụ như bây giờ là tháng 8 này và tháng 9 này tập trung thu hoạch. Là dứt điểm cái hè thu. Đó, thì bắt đầu có lúa. Thì bắt đầu sắp tới tháng 10, tháng 11 là bắt đầu có thu đông rồi. Tình hình sản xuất gạo không có gì khó khăn cả. Tôi cam đoan, tôi bảo đảm với các doanh nghiệp không có gì là khó khăn cả. Theo ước tính của Liên Bộ Công Thương và Nông nghiệp, trong 7 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 4 triệu 800 ngàn tấn gạo với giá trị khoảng 2 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 18% về lượng và khoảng 30% về giá trị so với cùng kỳ. Đảm bảo từ 14 đến 15 triệu tấn lúa nguyên liệu, nhưng việc điều hành xuất khẩu gạo cũng phải cẩn trọng. Trong đó 180 doanh nghiệp xuất khẩu vừa tập trung thực hiện các hợp đồng đã ký, vừa xem xét lựa chọn kỹ các đối tác mới. Quan trọng nhất là kiểm soát chặt chất lượng, sản lượng, giá cả phù hợp, cũng như giữ gìn uy tín thương hiệu. Khi mà thị trường Ấn Độ nó mở cửa lại thì chúng tôi cũng dự kiến nó khoảng nửa tháng
9 tháng 10 khi mà vào vụ lại của Ấn Độ thì sau đó thì chắc chắn họ lại sẽ mở cửa thôi, và khi đó thì thị trường nó sẽ rớt xuống rất là nhanh. Thì cái này là các doanh nghiệp phải hết sức chú ý, bởi vì lợi thế nó chỉ là ngắn hạn, cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận để tránh cái thiệt hại cho chính các doanh nghiệp. Xuất thì vẫn phải xuất để tranh thủ thời cơ, để mà tận dụng được cái lợi ích, nhưng mà phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Cùng với dự trữ nhà nước thì cái thị trường là kinh doanh xuất khẩu gạo của chúng ta phải cân nhắc và tính toán để làm sao vừa đáp ứng được cái mục tiêu là đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu được nhiều nhất, mang lại hiệu quả cao nhất, nhưng mà vừa phải giữ được an ninh lương thực quốc gia. Không chỉ tận dụng cơ hội về giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Hiệp hội và các thương nhân tăng cường tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với người trồng lúa, giữa các doanh nghiệp với nhau để hạn chế rủi ro, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán, nhằm hài hòa lợi ích các bên theo chuỗi giá trị. Thời gian qua, nhiều nhóm sản phẩm ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đã trở nên có uy tín hơn trên trường quốc tế. Và khi yêu cầu của các thị trường nhập khẩu đối với những mặt hàng này ngày càng khắt khe hơn, đã dẫn đến nhu cầu về việc tư vấn và hỗ trợ đạt các chứng chỉ, chứng nhận, chất lượng quốc tế cũng tăng lên. Ở góc độ tích cực, sự xuất hiện của nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ trong nước sẽ tạo thuận lợi đáng kể cho các doanh nghiệp, như là có thể giảm được từ 1/2 đến 1/3 chi phí, rút ngắn thời gian và thủ tục, hay là có thể thực hiện kiểm định sản phẩm ngay tại Việt Nam. Ở góc độ ngược lại, việc thiếu nhân lực, kinh phí đào tạo và đầu tư thiết bị đang là những thách thức không nhỏ đối với các đơn vị tư nhân hoạt động trong lĩnh vực này. Hoạt động trong lĩnh vực kiểm định chất lượng sản phẩm chưa nhiều năm, đơn vị này đã có được sự liên kết với một số đơn vị khác trong cùng lĩnh vực. Bởi dù mới hoạt động, nhưng đơn vị đã đầu tư hệ thống máy móc để có thể thực hiện công tác kiểm định chất lượng sản phẩm ngay tại cơ sở. Trong thời gian hoạt động thì chúng tôi nhận thấy là có một số những vướng mắc và khó khăn. Thứ nhất là đây là lĩnh vực mà hoạt động khoa học kỹ thuật và càng ngày thì nó sẽ càng có những cái yêu cầu khắt khe và những cái yêu cầu cao. Ví dụ cần đòi hỏi là phải nâng cấp về trang thiết bị cũng như là về nhân sự cao để mà đáp ứng được các yêu cầu của xuất khẩu. Việc liên kết giữa các đơn vị kiểm định tư nhân trong nước có thể coi là giải pháp nhất thời, bởi các đơn vị này luôn có những hạn chế về nguồn kinh phí, đầu tư nhân lực và hệ thống thiết bị. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các trung tâm kiểm định cùng nhau chia sẻ thị phần đã dẫn đến thực trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là các nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Đối với những tổ chức tại Việt Nam thì có những cái khó khăn đó là về chi phí đầu tư. Thì để đầu tư một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn đấy thì chi phí rất lớn, đến vài chục triệu đô. Yếu tố khó khăn thứ hai là yếu tố về nhân lực. Đối với những chuyên gia đánh giá hoặc là những giám định viên, thẩm định viên để đủ điều kiện đánh giá những cái tiêu chuẩn này thì nó rất nhiều yêu cầu về mặt năng lực, về mặt kinh nghiệm. Không chỉ là vấn đề với những đơn vị kiểm định tư nhân trong nước, nhiều tổ chức kiểm định và chứng nhận quốc tế có mặt tại Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho hoạt động của mình. Thậm chí các đơn vị quốc tế cũng phải hợp tác với các đối tác trong nước để tối ưu hóa nguồn nhân sự đến từ nhiều ngành nghề. Thực tế thì trên thế giới không có một cái phòng lab nào sẽ có thể thỏa mãn được hết tất cả các nhu cầu của khách hàng trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Tại Việt Nam thì ngoài việc gửi mẫu thử nghiệm đi các phòng lab của UL Solution trong cái khu vực đó, thì chúng tôi cũng tích cực tiến hành hợp tác với các đối tác trong nước để có nhiều cái dịch vụ đáp ứng cho cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng phát triển trong giai đoạn tới. Trình độ của những kỹ sư của Việt Nam trong các cái lĩnh vực chuyên môn, tôi lĩnh vực hóa, thực phẩm hay là các cái lĩnh vực điện, điện tử hay là cơ khí thì rất là giỏi về mặt chuyên môn. Tuy nhiên thì từ cái chuyên môn đó mà để ứng dụng được vào trong hoạt động nghề nghiệp liên quan đến đánh giá sức phù hợp thì chúng ta vẫn còn thiếu rất là nhiều những cái kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ trong cái ngành này. Có nhiều lợi thế từ các hiệp định FTA với các khu vực và quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã và đang mở ra những tiềm năng về thị trường cung cấp chứng nhận chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam cho các ngành hàng xuất khẩu. Vì thế, việc cần có nguồn nhân lực đủ năng lực giám định, thẩm định theo những tiêu chuẩn quy định và pháp luật của các quốc gia điểm đến là vấn đề cần sớm được tính toán. Bởi yếu tố con người chính là điều kiện để các đơn vị đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa và chứng nhận chất lượng quốc tế cả trong và ngoài nước, hỗ trợ tốt nhất cho uy tín của các sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2010 đến nay, Việt Nam có khoảng 1.800 đơn vị kiểm định với trên dưới 3.000 phòng thử nghiệm, trong đó có khoảng 500 đơn vị thực hiện cả việc kiểm nghiệm và cấp chứng nhận chất lượng, khoảng 600 đơn vị thực hiện giám định lô hàng xuất nhập khẩu. Điều này cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa và chứng nhận chất lượng quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên thì câu chuyện nhân lực cho ngành này vẫn đang là điểm còn bỏ ngỏ ở cả góc độ môi trường đào tạo và quy chế pháp luật. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Qualcert, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để làm rõ hơn về vấn đề này. Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn VTV ngày hôm nay. Ông có nhận định như thế nào về thực trạng thiếu nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay? Theo cái thống kê mới đây nhất của ASEAN, trong khối ASEAN, thì số lượng các cái tổ chức đánh giá phù hợp của Việt Nam thuộc vào top đứng đầu, có thể nói là nhiều nhất trong ASEAN, nhiều hơn cả như là Malaysia, Thái Lan. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta quan tâm là có cái sự không đồng đều về chuyên môn. Cái nguồn nhân lực mà đang hoạt động trong các tổ chức đánh giá phù hợp của Việt Nam thì không phải là ít. Tuy nhiên, về chất lượng thì lại là một cái câu chuyện khác. Tức là chất lượng của các cái chuyên gia, thử nghiệm viên đáp ứng các cái yêu cầu của các cái tiêu chuẩn quốc tế, đúng là chúng ta còn có một cái khoảng cách nhất định. Đây là một trong những cái điểm yếu của cái hệ thống các cái phòng thử nghiệm của Việt Nam, khi các cái chương trình thử nghiệm thành thạo còn đang rất là ít và chưa đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu. Cho nên là cái thiếu của nguồn nhân lực ở đây nó là thiếu về cái mặt chuyên môn, thiếu về mặt các cái kỹ năng đáp ứng các cái yêu cầu của cái chuẩn mực quốc tế. Vâng, như ông vừa chia sẻ thì đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao hoạt động trong lĩnh vực này? Đối với Việt Nam thì hoạt động này vẫn còn là hoạt động mới và chưa có một cái trường đào tạo chuyên nào về cái hoạt động đánh giá sự phù hợp. Và cái nguồn nhân lực ấy là buộc phải lấy từ các ngành nghề khác nhau, chủ yếu là các cái ngành chuyên môn kỹ thuật, cộng thêm với lại các cái đào tạo bổ sung về cái kỹ năng, kiến thức và kỹ thuật đánh giá sự phù hợp, cộng thêm với sự kèm cặp ở trong thực tế. Đấy là điểm thứ nhất, nó dẫn đến cái việc thiếu hụt nguồn nhân lực. Cái thứ hai, bản thân cái hoạt động đánh giá sự phù hợp ấy là đánh giá một cái sản phẩm hàng hóa theo các cái tiêu chuẩn hay là các cái quy chuẩn kỹ thuật. Mà chúng ta biết là cái sản phẩm hàng hóa thì rất là đa dạng, tiêu chuẩn cũng rất là đa dạng. Một sản phẩm có thể lại áp dụng nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Cho nên là để đánh giá một cái sản phẩm theo các tiêu chuẩn khác nhau thì nó dẫn đến một cái khối lượng chuyên môn rất là đa dạng và chắc chắn là sẽ không có bất kỳ một cái trường nào có thể đào tạo được từng đấy cái chuyên môn. Cho nên là vẫn phải trông đợi vào việc đào tạo kèm cặp tại chỗ ở chính bản thân các cái tổ chức đánh giá sự phù hợp. Và hiện nay thì ở Việt Nam đang rất thiếu các cái chương trình thử nghiệm thành thạo để khẳng định cái năng lực chuyên môn thực tế của các cái thử nghiệm viên. Cho nên là đây cũng là một cái khó khăn dẫn đến cái việc là cái nguồn nhân lực thì có nhưng để mà đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì thiếu. Vâng, vậy theo ông thì đâu là giải pháp để có thể giải quyết được câu chuyện này? Hiện nay thì một số trường đại học theo tôi biết thì cũng đã bắt đầu đưa một số những cái môn quản lý chất lượng vào trong môn học của mình. Nó chưa phải là một chuyên ngành, cung cấp những kiến thức rất là chung chung thôi. Người mà học những môn đó thì ra thì chưa thể làm việc được ngay. Như hiện nay trong hệ thống của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì cũng có những cái đơn vị đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực đánh giá sự phù hợp. Tới đây theo tôi chúng ta phải tăng cường cái hệ thống các cái trung tâm đào tạo chuyên biệt ở dạng như vậy. Tuy nhiên thì các trung tâm đào tạo như vậy cũng mới chỉ cung cấp các cái kiến thức và các cái kỹ thuật đánh giá chung cơ bản thôi. Thế còn lại thì vẫn phải dựa vào chính bản thân cái các cái tổ chức đánh giá sự phù hợp đó có cái hệ thống đào tạo nội bộ và có cái khả năng nghiên cứu để xây dựng các cái quy trình chuyên môn kỹ thuật và đào tạo nội bộ cho nhân lực của mình. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể trông cậy và thúc đẩy một số những tổ chức đánh giá sự phù hợp có cái năng lực chuyên môn cao trong từng lĩnh vực mang tính trọng tài hoặc là đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực chuyên môn để có thể là dẫn dắt về chuyên môn và cái đơn vị đó có thể sẽ là cái đào tạo nhân lực cho cái hoạt động đánh giá sự phù hợp. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là cần thiết phải thực hiện. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Trong phần tiếp theo của bản tin, chủ trương thí điểm xây dựng Hà Nội là thành phố nói không với thịt chó mèo được đông đảo người dân thủ đô và người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội rất ủng hộ.
ngày nay, nhiều họa sĩ tiếp cận chất liệu sơn mài theo cách riêng để kể những câu chuyện nghệ thuật bằng ngôn ngữ hội họa mới mẻ kết hợp với kỹ thuật truyền thống của sơn mài. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm sạt lở đất đá, gây hư hại nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân tại Điện Biên. Còn tỉnh Lâm Đồng đã di rời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm ngày 3 tháng 8. Và chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. 40 căn nhà của người dân ở huyện Mường Nhé, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tùa Chùa và huyện Điện Biên bị ảnh hưởng do sạt lở. Mưa lớn đã gây thiệt hại hơn 100 hectare lúa và hoa màu. Tại huyện Mường Nhé, mưa lũ gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông, thủy lợi. Nhiều tuyến đường giao thông tại các xã Leng Xù Xìn, Trung Trải và Xín Thầu bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ. Mưa lớn gây sạt lở đất thiệt hại hệ thống tường bao của một trường mầm non và trụ sở xã. Mưa lớn trong đêm qua đã khiến thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng bị ngập lụt cục bộ. Một số xã bị ngập nặng. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ hơn 30 hộ dân di rời đến nơi an toàn ngay trong đêm. Mưa lớn cũng gây sụt lún, sạt trượt đất trên tuyến đường tránh phía nam thành phố Bảo Lộc. Cơ quan chức năng đã chốt chặn không để người dân và các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này. Có 6 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm trong diện sáp nhập. Thông tin từ Sở Nội vụ thành phố trong cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội vào chiều ngày 3 tháng 8. Các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận có diện tích dưới 7 km2 và dân số dưới 300.000 người nên thuộc diện sáp nhập trong 3 năm tới do chưa đáp ứng được tiêu chuẩn. Hiện, theo văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính thì cấp quận phải có dân số từ 150.000 người, diện tích tự nhiên từ 35 km2 trở lên và có ít nhất 10 phường. Thưa quý vị, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của cả nước, mà còn là thành phố vì hòa bình, nơi thu hút hàng triệu du khách đến tham quan du lịch. Mới đây, chủ trương thí điểm xây dựng Hà Nội là thành phố nói không với thịt chó mèo không chỉ được đông đảo người dân thủ đô ủng hộ, mà đặc biệt nhận được sự hưởng ứng của những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, cũng như là khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Và theo đánh giá thì đây là một quyết định phù hợp nhằm tạo dựng hình ảnh một thành phố du lịch văn minh và trách nhiệm. Anh Nikita đến Việt Nam từ đầu năm 2022. Là người yêu động vật, anh thường dành thời gian tham gia hoạt động tình nguyện tại các trung tâm giải cứu động vật. Nikita cũng đăng các video lên mạng xã hội để lan tỏa và kêu gọi mọi người giúp đỡ chó mèo bị bỏ rơi hay khuyết tật. Các bạn ơi, join us. More people can walk more dogs. Spend your time and share your love. Tôi sống ở Hà Nội được gần 1.5 năm nên thường xuyên nhìn thấy những tấm biển ghi bán thịt chó. Thậm chí chỉ cần đi qua chợ là tôi đã thấy thịt chó quay trên bếp nướng. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy điều này. Các bạn thân và đồng nghiệp người Việt của tôi không ai ăn thịt chó mèo. Vì vậy, tôi nghĩ Việt Nam có thể dần dần loại bỏ việc này. Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ gần Việt Nam như Thái Lan, Philippines, Singapore, Siem Reap, Campuchia, Đài Loan và Hồng Kông, Trung Quốc đều đã cấm ăn thịt chó mèo. Lệnh cấm được du khách nước ngoài đón nhận tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch trách nhiệm và văn minh. Tại Việt Nam, năm 2022, Hội An đã trở thành thành phố nói không với thịt chó mèo trước khi mô hình này được đưa ra nghiên cứu để áp dụng tại Hà Nội. Chúng tôi cũng ăn thịt gà và thịt lợn, nhưng chó và mèo gắn bó với con người hơn. Nếu Hà Nội cấm được việc ăn thịt chó mèo, thì tôi nghĩ điều đó sẽ có tác động rất nhiều đến việc thu hút du khách nước ngoài. Nếu cấm được thì sẽ thật tuyệt, vì chúng tôi không hiểu tiếng Việt, nên đôi khi ăn ở các quán nhỏ không biết họ phục vụ thịt gì, nên hơi lo lắng. Những khách du lịch coi chó mèo là một người bạn trung thành, họ cảm thấy rất là sốc. Rất là mất thiện cảm khi mà thịt chó thịt mèo được bày bán trên các chợ truyền thống và họ đặt cái câu hỏi là tại sao người Việt Nam mình có thể ăn được thịt chó. Là đối với những cái khách hàng mà yêu thích động vật thì cái việc cấm được ấy thì sẽ thu hút được lượng lớn khách từ thị trường châu Âu và châu Mỹ. Theo một cuộc khảo sát của tổ chức quốc tế Forpost vào năm 2021, đa số người dân Việt Nam mong muốn chính phủ chấm dứt buôn bán và tiêu thụ chó mèo. Trong đó có tới 91% người tham gia khảo sát cho rằng nên đưa ra khuyến nghị cấm hoặc không khuyến khích việc buôn bán thịt chó, mèo. 88% người Việt Nam ủng hộ việc cấm nạn buôn bán này
và 23% hộ gia đình ở Việt Nam nuôi chó hoặc mèo. Tại tọa đàm với các đại biểu Quốc hội vừa qua, chúng ta đề xuất Hà Nội thí điểm thành phố nói không với thịt chó mèo vì đây là trung tâm chính trị và là thành phố vì hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam để hỗ trợ xây dựng khung pháp lý. Việc kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ thịt chó mèo sẽ tạo ấn tượng không tốt đối với du khách, nhất là khách quốc tế. Đề xuất thí điểm Hà Nội nói không với thịt chó mèo sẽ góp phần tạo hình ảnh của thủ đô là điểm đến hài hòa, thân thiện với vật nuôi. Nhiều thập niên trước, sơn mài vẫn được coi là một lĩnh vực sáng tạo đầy khó khăn trong hội họa Việt Nam. Thì ngày nay, nhiều họa sĩ đã không ngần ngại khai phá và tiếp cận chất liệu này theo cách riêng của mình để kể những câu chuyện nghệ thuật bằng ngôn ngữ hội họa mới mẻ kết hợp với kỹ thuật truyền thống của sơn mài. Tiếp nối dòng chảy sáng tạo của các thế hệ đi trước, 10 họa sĩ đương đại tiêu biểu với hơn 30 tác phẩm đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã dẫn dắt công chúng tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật sơn mài qua nhiều lăng kính độc đáo. Những màng màu đen trơn nhẵn của sơn then đã đem đến cho nền tranh một cảm giác rất Việt Nam. Những gam màu lạnh như xanh lục, nâu xám ít thấy trong sơn mài truyền thống gợi lên nhiều ẩn ý về cảm xúc. Những tùy biến đầy ngẫu nhiên của sơn mài thông qua các kỹ thuật tạo chất giúp người xem mở rộng biên độ khám phá. Đúng như tên gọi của nó, triển lãm dạo bước qua vùng đất của sơn mài giúp người xem vừa thả bộ, vừa thưởng thức những góc tiếp cận sơn mài đa dạng của mỗi họa sĩ. Tôi mong muốn là mời những cái người họa sĩ đang sáng tác với các phong cách khác nhau vào đây để biến cái triển lãm thành một cái cách đặt vấn đề. Những cái họa sĩ hiện tại họ đang đi theo hướng như thế nào? Họ có kế thừa những người trước đây, họ có muốn tiếp nối những người trước đây hay là họ đang chuyển sang một cái hướng khác hẳn? Thì cái quan điểm nghệ thuật của họ sẽ dẫn dắt tất cả những cái hành động, khám phá và tìm hiểu cũng như là thực hành nghệ thuật. 10 họa sĩ tham gia triển lãm mang 10 cá tính sơn mài khác biệt. Tối ưu hóa các khả năng của chất liệu sơn ta kết hợp với nghệ thuật tạo hình hiện đại, các họa sĩ đã thổi một luồng gió mới cho ngôn ngữ sơn mài đương đại. Cái chất nhựa sơn nó tạo được cái chiều sâu và ở đấy nó dung nạp được cả cái sự trì tục, những cái sự lung linh của các cái sắc thái ánh sáng kim loại rồi phản chiếu vào. Vì vậy chất liệu ấy mình sử dụng nó để biểu đạt cái cảm xúc của mình, nó có những khoảng lặng để người ta có thể liên tưởng hoặc mở rộng cái trí tưởng. Bởi vì là vẽ từ nhựa của cây sơn cho nên là họa sĩ cần phải trải qua rất nhiều bước và vẽ và phải nắm được kỹ thuật. Trong quá trình vẽ, cái cảm xúc thúc đẩy bản thân mình phải tìm tòi và sáng tạo, nhưng mà mình vẫn muốn giữ cái sự phẳng bóng trong tranh sơn mài của cha ông. Sơn mài là một cái loại chất liệu người ta có thể vẽ rất nhiều lớp. Khi người ta mài ra, các cái lớp vẽ được lộ ra từ dưới đáy. Thế nghĩa là giống như là mình cất giấu một cái thứ rất là quý giá ở đâu đó, xong rồi đến khi mình lại tìm được ra nó. Dấn thân vào sơn mài là cách mỗi họa sĩ làm màu mỡ thêm cho mảnh đất này, từng bước đưa tranh sơn mài Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.